Hello Tuấn, how are you? Hai chị, dạ em khỏe, chị khỏe. Chị rất là khỏe. Chị rất là tươi trẻ. Chị nhìn em cũng trẻ ra rất nhiều nha. Cắt tóc chị ơi. À, nhờ cắt tóc hả? Ok. À, mỗi ngày mỗi cách như vậy là càng trẻ ra nhiều hơn nữa. Cảm ơn em đã tham dự với mọi người nha. Chào mọi người. Mọi người nghe rõ không vậy mọi người? Dạ, nghe rõ anh Tuấn. Dạ. Hay nha. Dạ, em chào anh. À, mọi người có nghe rõ thông tin, có nghe rõ tiếng từ phía anh Tuấn không ạ? Nếu có thì mọi người comment yes ha. Dạ, mọi người đều nghe rõ đây. Hôm nay Tuấn rất là vui được đứng đây ở đây nói chuyện với mọi người, nói cho mọi người sơ về những cái kiến thức về đầu tư, về bất động sản cũng như là về thuế ở Mỹ. Thì hy vọng mọi người qua buổi hôm nay có thêm những hiểu biết sơ để mình có thể tư vấn khách hàng đầu tư vào thị trường Mỹ. Thì trước hết thì Tuấn sẽ nói thêm background của Tuấn một chút xíu, là Tuấn thì là tốt nghiệp đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lấy bằng cao học về kế toán tại Houston, Texas. Tuấn là một kiểm toán viên ở Texas và là member của hội kiểm toán viên ở Mỹ cũng như hội kiểm toán viên của Texas. Tuấn đã thành lập công ty La Tax and Accounting, chuyên tư vấn về thuế, đầu tư, tài chính và có trụ sở tại Houston. Thì là Tuấn có khoảng 13 năm kinh về trong những lĩnh vực này. Alo. Mọi người vẫn nghe rất là rõ đây anh. Mình chỉnh slide được không ạ? Dạ, thì cái slide này là của Linh chỉnh cho anh. Linh mua slide mới giùm anh nha. Phần đầu tiên thì Tuấn xin nói sơ về việc thuế thu nhập cá nhân ở Mỹ. Thì như các bạn biết là khi một người đầu tư, nếu mà chúng ta có một thẻ xanh ở Mỹ đi, thì chúng ta gọi là thường trú nhân. Và khi thường trú nhân thì chúng ta làm có thu nhập thì chúng ta sẽ đóng thuế thu nhập tại Mỹ. Thì thuế thu nhập thì mình sẽ có hai loại. Thứ nhất là thu nhập chủ động và thu nhập bị động. Chủ động là sao? Chủ động là khi mình đi làm, mình hoặc là mình làm chủ, mình đứng ra quản lý, hoặc là mình chủ động kinh doanh một cái lĩnh vực nào đó. Thì khi những cái thu nhập từ cái việc chủ động kinh doanh này đó, thì mình sẽ đóng ba loại thuế. Thứ nhất là thuế thu nhập, thuế an ninh xã hội. Thì thuế thu nhập đó thì sẽ được đánh tính thuế trên mức lũy tiến, tức là càng cao thì cái mức thuế càng cao. Còn thuế an ninh xã hội và thuế bảo hiểm sức khỏe là cố định, là 12.4 và 5.2.9%. Thì cái mục đích của cái việc thuế an ninh xã hội này là khi mình về hưu thì mình sẽ được tiền hưu, và bảo hiểm sức khỏe là khi mình về hưu mình sẽ được mua bảo hiểm sức khỏe với cái giá rất là rẻ, hỗ trợ của chính phủ. Thì theo theo thường theo luật thuế của Mỹ đó, thì nếu một cá nhân đi làm đủ 10 năm, họ sẽ được 40 điểm, và khi đủ 40 điểm thì khi về hưu sẽ được tiền hưu. Thì cái tiền hưu khi về hưu đó nó sẽ phụ thuộc vào cái thu nhập của cá nhân trong suốt cái thời gian đi làm. Thì có nhiều cá nhân thì thu nhập cao thì cái tiền hưu họ sẽ cao, còn thu nhập thấp thì tiền hưu nó sẽ thấp hơn những người khác. Thì Tuấn có những khách hàng khi về hưu đó, tiền hưu có thể vào khoảng 3.000 một tháng nếu mà thu nhập của họ cao trong thời gian họ đi làm. Thì ngoài ra đó là Linh chuyển giùm anh cái slide trước được không? Sorry. Thì phần phần thứ hai là về thụ động, là thu nhập thụ động. Thu nhập thụ động ở đây là mình đầu tư vào ngân hàng,
tiền lãi hoặc mình đầu tư vào những dự án bất động sản. Thì nhưng khi mình đầu tư này là mình không có trực tiếp tham gia quản lý, thì như thu nhập từ những cái đầu tư này thì mình gọi là thu nhập thụ động. Thì thu nhập thụ động đó, mình chỉ đóng thuế thu nhập thôi, mình không phải đóng thuế an ninh xã hội và thuế bảo hiểm xã hội. Và thường phần lớn các nhà đầu tư ở Việt Nam đầu tư qua Mỹ thì mình đầu tư vào bất động sản, và cái đầu tiên đó, họ nghĩ đến là đầu tiên về mua nhà cho thuê. Lý do họ muốn mua nhà cho thuê đó là khi mua nhà thì sẽ có ngay cho thuê và sẽ có ngay lợi nhuận, có ngay dòng tiền. Và thứ hai đó, việc mua nhà cho thuê đó sẽ không bị phụ thuộc vào cái chuyện lạm phát của cái nền kinh tế. Tại vì khi kinh tế lạm phát thì cái giá nhà cho thuê tăng lên theo cái sự lạm phát đó. Và cái thứ ba là giá, thì các bạn biết là bất động sản thì lúc nào nó luôn luôn tăng. Có thể trong một thời gian ngắn, ví dụ như ảnh hưởng kinh tế có thể làm giá trị bất động sản giảm xuống, ví dụ trong năm nay như là anh Kerry mới nói các bạn là có thể giảm xuống 2-3%, nhưng trong thời gian 3 năm sản luôn luôn tăng. Và cái thứ tư là dùng đòn bẩy tài chính, là khi mua nhà cho thuê đó thì thường nếu mà các nhà đầu tư đủ khả năng thì thường họ không bao giờ họ mua dùng tất cả tiền mặt, họ mua hết căn nhà, mà thường họ vay mượn của ngân hàng. Tại vì lãi suất của ngân hàng khá thấp, đặc biệt trong thời gian này thì là lãi suất ngân hàng chỉ có 3% cho 30 năm. Thực sự là cách đây đúng một tiếng đồng hồ là Tuấn cũng mới ký hợp đồng tái đầu tư cái căn nhà mình đang ở, là cách đây mua 2 năm là lãi suất là 4.5% cho 30 năm. Thì vừa rồi là cái công ty mà Tuấn hay làm việc thì họ gọi cho mình, họ nói là hiện tại là lãi suất là 3%, hỏi mình có muốn tái đầu tư hay không, refinance hay không. Thì mình đồng ý, thì họ làm hết cho mình, coi như là không tốn một đồng nào cả. Họ trả tất cả những cái chi phí, coi như mình chỉ cung cấp thông tin thôi. Và vừa rồi là cách đây một tiếng là họ tới nhà, họ đưa người tới nhà để mình ký tại nhà luôn. Tại vì hiện tại là bên Mỹ cũng đang giãn cách xã hội nên mình không phải đi đâu, nên là họ tới tận nhà để mình ký giấy tờ. Và cái thứ là cái nữa là về việc mua thuê, là cái lợi là thanh toán vốn chủ sở hữu là sao? Là khi các bạn mua nhà đó, thì nếu các bạn dùng cái đòn bẩy tài chính các bạn mua, thì hàng tháng các bạn phải trả tiền nhà, nhưng mà cái tiền đó thực ra nó không mất đi đâu, thực ra nó trả vào cái khoản nợ của các bạn. Có một phần là tiền lãi ngân hàng, nhưng phần còn lại nó đi vào cái giá trị căn nhà. Nên thực sự là cái giá trị mà lợi, cái sự mà mất mát đi hàng tháng, cho dù các bạn không kiếm được người thuê nhà. Và cái cuối cùng mà cũng là rất là quan trọng, lý do mọi người đầu tư bất động sản ở đây là lợi thế về thuế. Tại vì chính phủ Mỹ họ có rất là nhiều cái chính sách thuế ủng hộ việc mình mua bất động sản và mình cho thuê. Ví dụ như mình mua bất động sản cho thuê và khi mình bán cái nhà đó đi mình có lợi, thì mình lại, nếu mình dùng số tiền đó mình tái đầu tư vào bất động sản khác thì mình không phải đóng thuế cho cái phần lợi nhuận đó. Thì ở đây Tuấn cho mà các bạn ví dụ, các bạn là đầu tư một cái căn nhà, ví dụ như mình ở Texas đi, ví dụ một căn nhà 300.000, thì khi đầu tư đó về mặt thuế thì mình sẽ chia ra giá trị đất và giá trị nhà. Trong đó đất là, trong ví dụ ở đây đi, đất là 60.000, còn giá trị nhà là 240.000. Thì về mặt thuế đó, thì ngôi nhà của mình đã được khấu hao trên 27.5 năm. Đất không khấu hao, tại vì đất nó sẽ không hư hỏng, không có hao mòn, nên mình không được tính khấu hao trên đất. Thì nếu mà nhà 240.000 và khấu hao trên 27.5 năm đó, thì mỗi khấu hao một năm nó sẽ là khoảng 8.727 đô. Thì khi các bạn khai thuế cá nhân cho cái thu nhập căn nhà đó, thì Tuấn sẽ có cái bảng cho các bạn tham khảo tiếp theo. Thí dụ đây là các bạn, đây Tuấn cho mọi người thấy về cái bảng, một bên là dòng tiền, một bên về khi các bạn khai thuế thu nhập. Thì ví dụ các bạn cho thuê căn nhà này là một tháng 2.500, thì tiền thuê tổng cộng một năm là 30.000. Các bạn trừ cái thuế đất đai khoảng 8.000, chi phí bảo lãnh quản lý 2.400, bảo hiểm 1.400 là khoảng 18.200 đô, tức là sắp xỉ khoảng 6.1% so với số tiền đầu tư của các bạn. Nhưng khi các bạn khai thuế đó, thì các bạn được trừ thêm cái phần khấu hao
của nhà mình, như Tuấn mới tính phía trước là 8.727, nên cái lợi nhuận chịu thuế của các bạn bây giờ chỉ có 9.473 đô. Cái phần dòng tiền của các bạn là 18.200, nhưng các bạn chỉ đóng thuế trên 9.473 đô. Đây là cái ví dụ các bạn tham khảo. Nãy giờ các bạn có nghe rõ mà. Rồi. Rồi phần tiếp theo là ngoài cái việc mà các nhà đầu tư mình đầu tư vào căn nhà thì có một số nhà đầu tư chuyển qua các loại hình đầu tư và các dự án. Thì đây cũng là một cái kênh đầu tư rất là hay. Thì kênh đầu tư này đó nó khác với loại hình mua nhà cho thuê là sao? Thì mua nhà cho thuê đó thì mình phải nói, cho dù mình nói là mình không có quản lý, mình thuê một cái công ty giúp mình quản lý, nhưng mình cũng phải tham gia suy nghĩ dành thời gian cho cái căn nhà đó, giống như việc sửa chữa này làm sao, rồi cần phải sửa chữa cái gì, rồi thí dụ như là người thuê người ta không trả tiền thì mình cũng phải suy nghĩ coi mình phải làm deal với họ như thế nào. Còn nếu mà mình đầu tư vào những cái dự án bất động sản của những công ty lớn thì mình chỉ đưa bỏ tiền vào đó thì họ sẽ vận hành tất cả mọi thứ cho mình. Thì việc đầu tư vào các dự án lớn đó thì nó có hai loại dự án. Thứ nhất là dự án mua và phát triển, cái thứ hai là họ phát triển ngay từ đầu. Mua và phát triển là sao? Tức là họ mua sẵn một cái dự án đã đang hoạt động, đã theo như một căn hộ chung cư, một khách sạn đã đang vận hành, thì họ đưa vào đó, họ vận hành nó tốt hơn, họ nâng cấp cái khách sạn. Sau vài năm hoặc 2, 3, 4, 5 năm, nếu họ có những nhà đầu tư khác muốn mua lại với giá cao hơn thì họ sẽ bán, và họ kiếm cái lợi nhuận rất nhiều. Và những dự án này có thể lợi nhuận đến 30-50% sau 3 năm hay là 4 năm. Còn cái cách thứ hai là các nhà đầu tư vào các dự án ngay từ đầu, tức là những cái dự án đó là họ mua một cái miếng đất, họ có tầm nhìn được nó là 3 năm đây, 3 năm tới ở đây sẽ rất phát triển, rất là nhiều người sẽ đến thành phố này, thì họ mua và họ xây một khu căn hộ mới hoàn toàn, hoặc là họ thuê khách sạn mới. Thì cái hình đầu tư này đó, thì nếu nhà đầu tư là những công ty lớn và họ có những cái lịch sử làm việc lâu dài mà rất giỏi đó, thì họ có thể khi họ vừa xây xong cái này là nhiều khi họ có thể bán được giá gấp đôi đó. Những nhà đầu tư khác muốn mua lại với giá gấp đôi. Thì cái khác Tuấn sẽ thêm thì các bạn là các bạn biết là việc khác nhau giữa việc đầu tư vào dự án mua và phát triển hoặc phát triển như thế nào đó. Hôm nay tôi đã nói là nếu mua phát triển thì đây là một dự án đã có sẵn, đã đang vận hành, thì khi mình mua vào thì mình sẽ có sẵn dòng tiền. Và thứ hai là khi mua vào những cái dự án đã và đang vận hành đó thì mình sẽ được lợi thuế rất lớn về trên thuế thu nhập, tại vì là luật của chính sách thuế của Mỹ là rất ưu đãi khi mình đầu tư bất động sản, và những cái thuế khấu hao trên thuế dành cho bất động sản họ sẽ cho mình trừ ngay năm đầu tiên họ cái chi phí của bất động sản này, nên là thường trong năm những năm đầu tiên là mình không có lợi nhuận. Tuy là dòng tiền của mình là rõ ràng là mình có lời, nhưng mà trên thuế hầu như là mình không có lợi nhuận, nên mình không phải đóng thuế trong những năm đầu tiên. Thì khi các bạn thường các bạn sẽ nghe nói về đầu tư về một dự án đang vận hành, thì các thường thì cái câu các bạn sẽ nghe rất là nhiều cái từ là gọi là cap rate. Cap rate tức là nghĩa là sao? Tức là cái tỷ lệ hoàn vốn bằng tiền mặt mà mình sẽ nhận được khi mình đầu tư vào dự án này là bao nhiêu. Cái cap rate là 3%, 4%, 5%, 6%. Thì cách tính của cap rate này á thì họ sẽ tính bằng lợi nhuận của hoạt động ròng, và họ chia cho cái giá trị đầu tư của các anh chị. Thì cái lợi nhuận của hoạt động ròng này đó thì cái bằng cái lợi nhuận tiền thuê họ nhận được và trừ đi chi phí hoạt động duy trì cái dự án đó, cái bất động sản đó.
Thì Tuấn cho anh dụ một cái ví dụ đơn giản ở đây. Ví dụ như là chúng ta đầu tư một khu căn hộ 5 triệu đô. Thì hàng một năm đi thì cái tiền thu nhập cho thuê là tổng cộng là khoảng 800 ngàn. Và những cái thu nhập khác xung quanh cái việc cho thuê là khoảng 50 ngàn. Thì mình đi trừ đi các chi phí để mà duy trì để vận hành cái khu tư này. Ví dụ như thuế tài sản khoảng là 150 ngàn. Sửa chữa bảo trì 50 ngàn, chi phí quản lý bảo hiểm các tiện ích, chi phí điện nước khoảng 80 ngàn, thì lợi nhuận ròng đó thì khoảng là 480 ngàn, thì chia trên cái vốn đầu tư của anh chị là 5 triệu, cái tỷ tỷ suất vốn hóa của trong dự án này là khoảng 9.6%. Thì chỉ cách đây là những cái từ anh chị, cái phần trăm anh chị hay nghe rất là nhiều khi các anh chị định đang tính về một cái dự án, đang muốn đầu tư dự án, thì bạn sẽ hỏi là cái suất khoảng là khoảng bao nhiêu phần trăm, thì nó thường nó sẽ dao động là từ 5 đến 10% tùy vào dự án, thì tùy vào cái nơi của dự án và tùy vào cái thành phố, nên là cái này sẽ dao động rất là nhiều. Thực ra nó có rất là nhiều cái chỉ tiêu để cho mình suy nghĩ trước khi mình quyết định đầu tư hay không, bên cạnh cái tỷ số vốn hóa này, nhưng mà Tuấn không có đề cập ở đây, thì cái những chi tiêu đó thì cái cách tính toán nó rất là phức tạp hơn nhiều. Nhưng mà đây là cái chỉ số cơ bản thì cái khi mình muốn đầu tư vào một cái dự án, thì người sẽ hỏi ở một cái tỷ suất vốn hóa tốt là như thế nào gọi là tốt, thì như Tuấn đã nói là nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều là vị trí của cái bất động sản đó. Thí dụ nó Houston hay là nó ở bên Los Angeles hay là Boston hay New York, thì mỗi nơi thì nó sẽ có một cái tỷ suất vốn hóa trung bình nó khác nhau, nên là để mà nói tốt hay xấu mình phải có một cái dự án cụ thể, và mình cũng phải làm những cái nghiên cứu ở những thị trường xung quanh, những tòa nhà xung quanh tương tự, hoặc là những dự án bán ra gần đây nhất, để mình xác định coi là cái đầu tư của mình có lợi hay không. Về cái báo cáo thu nhập đó, thì Tuấn sẽ cho các bạn thấy là giữa cái báo cáo thu nhập về dòng tiền và cái thuế nó sẽ khác nhau như thế nào. Đây là ví dụ báo cáo thu nhập của chúng ta, là Tuấn cũng dùng những con số hồi nãy, là thu nhập thuê 800 ngàn, thu nhập của các ta 50 ngàn, thuế tài sản là 150 ngàn. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta có mượn ngân hàng, thay vì các bạn chúng ta đầu tư 5 triệu, bây giờ chúng ta đầu tư hơn 5 triệu, chúng ta dùng đòn bẩy tài chính đó chúng ta để mua cái dự án này, thì chúng ta có trả lãi, ví dụ tiền lãi suất của chúng ta là 200 ngàn. Trong đó chúng ta có cải tiến, khi là trước khi chúng ta mua xong chúng ta nâng cấp cái dự án này lên, thì cái sự cải tiến chúng ta bỏ vào 100 ngàn, sửa chữa bảo trì 50 ngàn, cái 70 ngàn, bảo hiểm và điện nước 80 ngàn, thì cái lợi nhuận thuê rồng là 180 ngàn. Đây là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của các bạn. Nhưng mà về mặt thuế như nó khác như thế nào, để tôi sẽ giải thích cho các bạn cái slide tiếp theo. Và cái hồi nãy các bạn ấy tôi có thấy tính cho các bạn coi đó, về cái lợi nhuận ròng từ kinh doanh nó khác lợi ròng ở chỗ nào. Thì cái lợi nhuận ròng từ kinh doanh hồi nãy mình có tính là 450 ngàn, thì cái số này là mình tính dựa tất cả những cái chi phí để vận hành cái dự án của mình. Nó sẽ không bao gồm cái lãi suất và sự cải tiến nhỏ trong cái dự án của mình, nên là giữa cái báo cáo thu nhập và giữa cái lợi nhuận ròng, cái cách tính nó khác nhau với phần lãi suất và cái những cái sự cải tiến mình bỏ vào cái dự án. Các anh chị có nghe rõ không ạ? Và về mặt thuế, đây là cái khác biệt lớn nhất giữa thuế và báo cáo tài chính. Ví dụ trong việc này là mình sẽ có hai trường hợp về thuế. Là các bạn sẽ thấy là khi trên mặt thuế đó, mình sẽ được trừ thêm một cái phần khấu hao giống như nhà cho thuê vậy đó. Ở đây mình có hai trường hợp là mình sẽ được trừ là 310 ngàn, và mình có thể mình được trừ là 2 triệu 72.727 đồng. Thì cái khấu hao này nó xuất phát từ đâu? Thì tôi sẽ cho các anh chị ra chi tiết ở cái slide tiếp theo. Là khi các anh chị bên Mỹ, khi anh chị đầu tư vào một cái dự án đang có sẵn,
Thì thường thì cái chủ dự án họ sẽ mời một cái bên thứ ba, tức là bên chuyên đi định giá tài sản. Thì họ sẽ chia tài sản của mình nhỏ ra thành những cái tài sản khác nữa. Ví dụ như bất động sản của mình sẽ bao gồm có đất. Ví dụ như cái chung cư cho thuê thì sẽ gồm có đất, cái tòa nhà, và trong đó có đồ gỗ nè, bàn ghế nè, giường, máy lạnh. Thì họ chia nhỏ ra những cái tài sản nhỏ hơn. Ví dụ như đất là mình không khấu hao, tòa nhà thì họ khấu hao trên 27.5 năm cho nhà chung cư, hoặc là 39 năm nếu mà đó là cái khu thương mại. Những cái cải tiến giống như là chỗ đậu xe, hồ bơi thì mình khấu hao trong vòng 15 năm. Còn nội thất, đèn, chiếu sáng, 7 năm và các thiết bị khác là 5 năm. Thì luật thuế của Mỹ trong 2 năm gần đây thì họ cho mình trong năm đầu tiên đó, thì mình được quyền trừ tất cả, mình trừ ngay trong năm đầu tiên tất cả chi phí của những tài sản dưới 15 năm trở xuống. Ví dụ như là cái cách tính, các bạn, cái cột ở giữa thì các bạn sẽ thấy là nếu cái tính thông thường đó, mình cứ lấy cái giá trị tòa nhà mình chia đều cho số năm. Thì ví dụ như tòa nhà thì trong năm đầu tiên được khấu hao 72.000, những cái cải tiến khác là 66.000, 71.000 và thiết bị là 100.000, chia đều cho số năm. Nhưng khi mà về mình báo cáo thuế đó, mình được quyền mình chọn để mình trừ hết chi phí 15 năm, 7 năm và 5 năm. Nên là trong năm đầu tiên có thể mình được chọn, một là mình trừ đi khấu hao 310.000, hoặc mình được chọn khấu hao hơn 2 triệu. Thì với 310.000 đó, thì cái phần em quay lại cái slide trước đây giùm anh chút nữa. Thì với 310.000 khấu hao đó, thì cái lợi nhuận ròng cho thuê của mình là lỗ âm 130.000. Nhưng với 2 triệu đô la khấu hao đó, thì cái âm của mình sẽ là tới 1.8 và 1.9 đô. Thì với cái trường hợp này là thật sự là cái dòng tiền của mình có, nhưng mà trên thuế mình không phải đóng. Và khi mình có cái phần lợi nhuận âm đó, thì cái lợi nhuận âm này được đem sang những tiếp theo để mình trừ tiếp vào cái lợi nhuận của năm tiếp theo, chứ mình không mất đi cái này. Đợi anh Quang cho anh tiếp cái slide tiếp theo. Và một cái bất động sản, cái đầu tư khác hồi nãy em đã nói như từ đầu là, tức là mình mua một miếng đất rồi mình xây dựng lên một cái dự án như là khu căn hộ hay là khách sạn hay là cái khu thương mại. Thì cái khác biệt với cái để mua những cái dự án có sẵn thì đương nhiên là cái dự án này trong vòng một vài năm đầu tiên khi họ đang xây dựng thì chúng ta là không có cái lợi nhuận. Thì chủ yếu là khi xây dựng thì mình phải dùng tiền để mình mướn thợ, mình mua vật liệu, mình xây cái building này, nên là mình sẽ không có lợi nhuận trong những năm đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là cái thuế, trên thuế thu nhập nó cũng sẽ khác với lại mình mua một cái dự án đang vận hành có sẵn. Có khác ở đây là mình sẽ không có khấu hao. Tại vì là khi mình đang xây một cái dự án đó, thì thực ra cái dự án nó chưa đi vào hoạt động. Thì chưa đi hoạt động, giống như mình đang làm ra một cái sản phẩm hoặc sản phẩm chưa hoàn thành thì mình chưa được khấu hao trên cái sản phẩm đó. Anh ví dụ đây là cái báo cáo thu nhập trong năm đầu tiên của cái dự án xây dựng đi. Thì trong năm đầu tiên mình mua một miếng đất thì mình vẫn phải đóng thuế đất. Ví dụ như đây là 150.000. Nếu mình có mượn tiền thêm ngân hàng để cho mình có vốn để mình đầu xây dựng thì phải trả lãi. Thì ví dụ trong đây là lãi suất là 200.000 trong năm đầu tiên. Chi phí của lao động trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu, chi phí quản lý bảo hiểm, điện nước và chi phí phá dỡ hay là kiểm tra. Thì ví dụ trong năm đầu tiên là mình sẽ không có lợi nhuận, là có cái âm, tiền âm 1.3 triệu đô trong năm đầu tiên. Thì các bạn sẽ nghĩ là nếu mà báo cáo thu nhập như vậy, một mình năm đầu tiên á, thu nhập của mình á, là lỗ 1.3 triệu đô thì thuế chắc mình cũng sẽ được lỗ, báo cáo thuế lỗ 1.3 triệu đô. Nhưng mà không phải như vậy.
trên báo cáo thuế đó, thì ngược lại thì tất cả những cái chi phí mà khi mình đang xây dựng á, chi phí trực tiếp để xây dựng cái nhà khách sạn, cái hoặc cái nhà hàng đó hay là cái khu chung cư đó, thì mình không được đưa vào chi phí năm đầu tiên, mà mình phải đưa vào cái báo tài chính giống như là một cái tài sản đang có. Tại vì đây là cái tài sản, đây là cái tài sản chưa có hoàn thành, một cái sản phẩm chưa hoàn thành, nên mình không được trừ vào chi phí. Mình chỉ được trừ vào những cái chi phí quản lý, giống như là cho dù không có xây cái khách sạn, các bạn phải trả cho những cái nhân công này, thì cái đó mình được trừ vào thuế. Còn những cái chi phí liên quan tiếp đến cái dự án của mình, giống như nguyên vật liệu, công nhân làm việc tại, như công viên làm việc tại công trường, hoặc là thuế, thì mình phải đưa vào cái tài sản định. Nên cái thuế các bạn sẽ thấy là trên thuế các bạn năm đầu tiên là mình chỉ lỗ có 70.000 thôi. Còn tài sản của mình là chuyển từ tiền sang tài sản cố định là 1.270.000. Thì đây là Tuấn kết thúc cái phần trình bày của Tuấn, giới thiệu cho các bạn sơ về việc thuế và đầu tư vào bất động sản ở Mỹ và các dự án nhà ở hay căn hộ cho thuê. Thì thực ra mọi người, rất là nhiều người hỏi thuế của Mỹ rất là cao, thì tiền nó đi đâu? Nhưng thực ra là tiền đó thì chính phủ Mỹ họ giữ lại, thì trong những lúc khó khăn hiện tại, đặc biệt như trong thời gian này đó, thì họ bung tiền ra để họ giúp cho tất cả các cá nhân hoặc là các cơ sở kinh doanh nhỏ. Tôi ví dụ đi là cá nhân hiện tại đó, một số cá nhân là nếu mình đi làm, hiện tại nếu mình mất việc, thì tại tiểu bang Texas này là một tuần họ sẽ nhận được $1,127 một tuần tiền trợ cấp thất nghiệp, tức là tính ra là gần $5,000 một tháng. Là cái số tiền này sẽ được trả cho đến cuối tháng 7. Là số tiền này là bao gồm là của tiền thất nghiệp của tiểu bang. Ở Texas là cao nhất là $527 và liên bang cộng thêm $600 vào thì nó được là $1,127 một tuần. Và cái bên cái đó trước đó là những cái người mọi người cá nhân nó khai thuế đó, nếu mà thu nhập của họ cá nhân dưới 150.000 thì họ được nhận thêm $1,200 một người cá nhân, và con của họ là nhận được $500. Ví dụ như một gia đình là hai vợ chồng và hai người con thì trước đó đã nhận được khoảng $3,400, và nếu mình mất việc thì mình nhận thêm được khoảng $1,127 mỗi tuần. Bên cạnh đó là những cái kinh doanh nhỏ thì họ sẽ được cho mượn một cái khoản viện trợ để mà trả lương nhân viên. Cái lý do mà chính phủ cho những công ty nhỏ cho mượn tiền đó là thay vì công ty nhỏ họ sa thải nhân viên thì nhân viên sẽ đi xin tiền thất nghiệp, thì họ nên nếu mà họ giữ lại nhân viên và trả lương như bình thường thì họ sẽ không trả lại cái tiền cái mượn này luôn. Tức là chính phủ cho vay, nhưng nếu mình dùng cái tiền vay này trả lương cho nhân viên ít nhất 75% số tiền thì mình sẽ được không phải trả lại số tiền này. Thì giống như là Tuấn có một số khách hàng, ví dụ như tiệm nail rất là lớn ở đây, thì một tháng họ trả lương cho nhân viên là khoảng hơn 100.000. Thì vừa rồi là họ nhận được một cái số tiền hỗ trợ là họ tính công thức là 2.5 lần tiền lương hàng tháng. Nên là cái tiệm nail vừa rồi khách của Tuấn là họ nhận được cái tiền mượn khoảng 292.000. Và sắp tới họ dùng cả số tiền này họ trả lương thì họ coi như là họ sẽ không phải trả lại. Thì đây là những cái số tiền mà chính phủ họ có khi mà người dân họ đóng thuế, thì họ đưa ra để họ trợ giúp cho cá nhân và những công ty nhỏ trong những khó khăn này. Rồi thì hy vọng là các anh chị là có thêm thông tin về thuế và đầu tư, thì các anh chị có câu hỏi nào cho Tuấn biết, cho Tuấn trả lời các anh chị nha. Dạ, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều ạ. Phần thông tin có thể là với các anh chị GIA ở đây lần đầu tiên anh Tuấn, mình cũng rất là mới mẻ khi mà tiếp cận với những cái thông tin, những cái thủ tục về đầu tư, thì cũng thấy cũng khá nhiều số. Tuy nhiên em Nga cũng thấy là cũng có ngay một số những câu hỏi đấy anh Tuấn, về việc khấu hao. Vì trong phần trình bày của anh Tuấn có nói về là các tài sản thì được chia nhỏ ra các hạng mục để tính khấu hao, và trong đó có hạng mục là sự cải tiến, đúng không anh?
Dạ, hạng mục đó thì em nghe không nhớ rõ, đại khái là mình được tính khấu hao 15 năm mà, hay 5, 7 năm gì đó. À, cái đó là những cái sự cải tiến là không phải trực tiếp lên cái tòa nhà của mình. Ví dụ như là mình xây một cái hồ bơi hoặc là mình xây một cái bãi đổ xe thì cái đó nó không dính liền với tòa nhà thì mình được cái đó mình được khấu hao trong vòng 15 năm. Còn những cái sự Dạ. cải tiến lên trực tiếp lên một cái tòa nhà của mình, ví dụ như mình thay một cái mái nhà đi thì cái đó phải khấu hao theo cái tòa nhà, ví dụ như là 27.5 năm hoặc 39 năm. Dạ, yes. Rồi, thế thì em nghĩ là câu trả lời cũng rất là chính xác rồi, rất là dễ hiểu rồi. Ngoài ra thì nếu mà liên quan đến việc khấu hao đấy anh Tuấn, thì chỉ áp dụng cho bất động sản thương mại, tức là chung cư hoặc là bất động sản mall, các commercial building thôi đúng không anh? Còn với nhà riêng của mình thì có thể có khấu hao không ạ? Có em, thì giống như trong ví dụ anh có nói là nếu mà mình mua nhà cho thuê thì mình chỉ chia ra là đơn giản thôi, là giữa đất với nhà thôi, mình không có chia ra nhà. Thì thường mình mua nhà là nhà trống nên bên trong là thường không có vật dụng gì hết, nên là mình chỉ chia ra là nhà với lại đất thôi. Thế thì cái giá trị nhà với đất đó là đã được breakdown sẵn hay là mình sẽ Thường rất đau sẵn, cái là câu hỏi rất là hay. Thường cái đó là khi mình mua đó là mình chỉ biết là mình trả một số tiền đó thôi, chứ thực ra trên hợp đồng không bao giờ nó chia ra cho mình là nhà là bao nhiêu, đất bao nhiêu. Thì cái việc chia ra đó thì thường là cái người khai thuế bên đây, CPA bên đây, thì họ có tham khảo với lại cái định giá của thành phố. Ví dụ thành phố định giá, tại vì với mỗi bất động sản đó, mỗi năm thì thành phố nơi cái bất động sản đó họ sẽ đưa ra một cái định giá hàng năm. Nhưng mà trên định giá đó họ sẽ chia ra phần nhà với đất, thì mình sẽ dựa trên cái định giá đó mình dùng để mình áp dụng, mình tính cho nhà với đất của cái bất động sản mình mua. Yes. Dạ vâng, rất là hay. Thì cái phần thông tin này thì CPA nào cũng biết hay là cần phải đúng khu vực hả anh? Nhiều á, thì nếu mà nói CB nào cũng biết thì cũng không phải. Thì nhiều người khai thuế thì anh biết là thường họ không có tính ra như vậy. Thường họ lấy sẵn, như họ chỉ lấy 300 ngàn, họ coi nó như cái tòa nhà, nhưng thực ra cái đó là không đúng. Hoặc là một số CPA thì họ chia ra, ví dụ như 20%, 80% cho nó đơn giản. Nhưng mà ví dụ anh thì anh làm và anh phải dựa trên cái định giá của thành phố để mình có một cái chứng cứ. Khi ví dụ như mà sở thuế hỏi mình là số này mình tính từ đâu ra, thì mình có cái nơi để mình dựa vào đó mình tính, thì mình sẽ trả lời nó hợp lý hơn là mình tự mình suy nghĩ mình nói ra. Ok, cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Như vậy là chúng ta biết được quá trời là thông tin giá trị về đầu tư và tính toán các thủ tục luôn đó các anh chị. Cũng có một số những câu hỏi của các bạn nữa nè anh Tuấn. Đó là người nước ngoài đầu tư vào Mỹ thì mức tính thuế có giống như công dân tại Mỹ hay tính mức thuế riêng? Và có một bạn nữa hỏi là đóng thuế để được hưởng quyền lợi an sinh xã hội, mình là nhà đầu tư Việt Nam thì quyền lợi đó sẽ như thế nào? Thì cái thứ nhất là cái mức thuế đó là nó gần như là giống người Mỹ. Nó chỉ có một số cái khoản khấu trừ là mình không được như người Mỹ. Ví dụ như là nếu mà người Mỹ có thẻ xanh đó thì trên thuế cá nhân của họ thì họ sẽ được trừ đi vào thu nhập 12.200 đô. Còn người nước ngoài đầu tư thì mình không được trừ vào cái đó. Ví dụ như là mình có nhà cho thuê đi, mình cho thuê mình lời được 14.000, thì đối với người Mỹ đó họ sẽ được trừ đi 12.200, thì họ chỉ đóng thuế trên 2.200 thôi. Còn đối với người nước ngoài thì mình phải đóng thuế trên 14.000 luôn. Thì cái đó phần khác biệt. Và cái câu hỏi thứ hai đó là nếu mà người nước ngoài đầu tư thì có được những cái hưởng cái những cái phúc lợi không? Thì thứ nhất là người nước ngoài đầu tư thì họ sẽ không phải đóng những cái thuế an ninh xã hội và thuế bảo hiểm. Và khi mình không đóng thì dĩ nhiên mình cũng sẽ không được những cái lợi ích về từ đó. Thì có một anh Nguyễn Quốc Trung có hỏi là như vậy là về Việt Nam mình có chịu thuế tiếp không nữa đấy anh Tuấn? Anh thì cái thuế Việt Nam anh không dám chắc 100%, nhưng mà theo anh biết
thì chính phủ Việt Nam là không đánh thuế cái thu nhập kiếm được ngoài Việt Nam. Thì nếu mà nhập có đóng thuế ý rồi thì anh không, thì theo anh hiểu đó thì không phải đóng thuế ở Việt Nam nữa. Ok, dạ. Thì ở ở đây có một số em thấy là trong cái phần trình bày của anh Tuấn anh thì có nói là những cái dự án mà mình phát triển mới đó thì khi mà mình đầu tư và xây xong thì họ có thể có cái lời rất là tốt luôn đúng không anh? Nghĩa là họ Đúng phát triển sao? Lời có thể là như thế nào ạ? lời nhiều khi là gấp đôi, chỉ thứ như là sau 3 năm xây ra mà cái khu vực đó nó phát triển, có những nhà đầu tư khác họ thấy được là họ muốn mua cái dự án đó vào để họ vận hành, họ có thể sẵn sàng họ trả gấp đôi cái giá mà chi phí mình đã xây dựng cái đó. Thì cái mà lời hay lỗ thì nó sẽ phụ thuộc rất là lớn vào những cái chủ dự án. Những chủ dự án giỏi hoặc là những người tầm nhìn xa, họ sẽ biết trước được là xây ở đây là chắc chắn có lời. Và cái hay ở những cái nhà đầu chủ dự án đó là họ tạo ra cái nhu cầu. Không những là họ thấy được cái nhu cầu mà họ tạo được nhu cầu. Anh chỉ lấy ví dụ là năm ngoái, là cách đây là tháng 7 năm ngoái, là anh có qua Los với gặp chị Cam Ly với các anh bên chị bên đó, thì có đi thăm cái dự án. Thì họ cái họ rất là giỏi, họ nói là không những họ xây một cái dự án mà họ tạo ra cái nhu cầu để mọi người đến đây. Tức là sao? Thì anh nói là mỗi tháng anh đưa một cái thẻ tín dụng cho một cái người, cái người này, cái nhiệm vụ của người này là chỉ trong một tháng cứ đi mời bạn mời bè đến cái quán bar ở trên đầu trên đỉnh của cái khách sạn đang mới xây. Cái quán bar đó mỗi làm gì thì làm, mỗi sáng phải xài 100 ngàn mời những cô gái đẹp nhất đến quán bar đó. Thì chỉ trong vòng mấy tháng thôi, quán bar đó lúc nào cũng đông nghẹt, rất đông. Mà để được một cái bàn trên đó mà chỉ mình đứng trên đó mình uống thôi đó, một cái bàn xung quanh có bốn bốn năm chỗ để đứng thôi là khoảng 2.500, mà không có chỗ để đi. Mà để được lên đó thì sao? Phải có thuê phòng của khách sạn. Nên là hầu như là mọi người đó là muốn lên bar nên là ai cũng đi thuê cái phòng khách sạn. Cái phòng khách sạn lúc nào cũng đông, tại vì thuê đêm có 200-300 đô là được đi lên quầy bar đó uống, tại bar đó toàn những cô gái đẹp ở trên đó. Còn những người mà không muốn khách sạn là phải đứng xếp hàng ở dưới rất là dài để mà đợi có chỗ mà được lên, nhưng mà thường là lúc nào cũng đông hết, nên là khách sạn lúc nào cũng đông đông người. Nên là cái giỏi của họ là không biết họ nhưng biết cái chỗ đó sẽ phát triển, mà họ tạo ra cái nhu cầu để người đó đến, nên là những cái rất là thành công. Thì khi người ta đến đó thì nên là chỉ cần là họ vận hành một năm họ có thể bán gấp đôi được rồi, nên là rất là giỏi những cái người. Nghĩa là họ không chỉ tạo ra cung, họ tạo ra cầu luôn, hay là kích thích Đúng rồi, cả hai. đúng rồi. Yes. Rất là, thì như vậy là thường là phải các chủ đầu tư rất là lớn đúng không anh? Có tiềm lực mạnh Đúng rồi. mới Đúng rồi, mới họ áp rất dụng là được chiến lược như vậy. đúng rồi, họ rất rành về cái nơi họ đầu tư. Và như vậy là khi cái lợi thế khi mình đi với những cái chủ đầu tư lớn thì thật ra là có những cái lợi thế về thị trường vô hình như vậy nữa mà Đúng không rồi. phải lúc. Đúng rồi, Yes. không chỉ tiền nữa mà họ phải có cái nhìn và họ phải biết tạo ra cái cầu nữa. Như là mình không, đôi khi là mình không cần phải phụ thuộc vào thị trường mà với những Đúng ông rồi. lớn là họ tạo ra luôn thị trường để phục vụ cho cái sản phẩm. Yes. Quá là hay luôn. Rất là tuyệt luôn á Tuấn. Đúng rồi á Tuấn, kể câu chuyện rất là hay. Cảm ơn Vân. Ở đây Vân chat nè, đòn bẩy con người, đòn bẩy thương hiệu. Mọi người có thấy người ta xài đòn bẩy rất là hay không? Nguyên một cái khu vực đó đó là rất là nhiều cái thương hiệu lớn đến, những cái nhà hàng rất là sang trọng, nhà hàng sang trọng bậc nhất của Mỹ là nhà hàng Tao, TAO đó. Thì nhà hàng đó mở ra thì thu hút toàn là những nhân vật celebrity hàng đầu của Hollywood đến. Và nguyên cả khu vực đó, cái dự án này ngày mai đó chúng ta sẽ được giới thiệu một cách kỹ lưỡng ha.
Nguyên cái khu vực đó đó là gồm 7 cái tòa nhà. Trong đó đó là có 2 building office và 5 cái khách sạn. Thì lúc nào cũng rất là đông. Và họ sử dụng là họ có nhiều cái cách, nhiều cái chiêu để mà thu hút người đến, trở thành nguyên một cái khu đó. Nó là một cái khu rất là trung tâm. Nhưng mà trung tâm của Los Angeles đó thì chỉ là những cái mảnh đất rất là nhỏ nhỏ nhỏ, san sát với nhau, rất là hiếm những cái khu đất nào mà rộng lớn để cho họ có thể xây những cái building lớn. Tuy nhiên cái tập đoàn Relevant và Colony là một chủ đầu tư rất là lớn và là một tỷ phú, là bạn của Tổng thống Donald Trump. Thì ông tỷ phú này là Thomas Barrack là đã mua được nguyên một cái khu khu vực đó gồm nhiều miếng đất như vậy và xây lên nhiều cái khu khách sạn. Và họ đã sử dụng những cái đòn bẩy rất là tinh tế và thu hút người đến, rồi nhờ những cái thương hiệu lớn mà thu hút rất là nhiều người nổi tiếng đến, nhờ đó mà thu hút được rất là nhiều khách tham quan đến và thu hút được rất là nhiều cái nguồn năng lượng đến. Đó là một trong những cái cách mà những người thành công đó, họ đang sử dụng rất là nhiều đó. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều. Dạ. Thì các bạn có câu hỏi nào cho Tuấn biết nha. Em thấy ở đây đã cảm ơn phần chia sẻ của anh Tuấn với cả chị Cam Ly, vì chị Cam Ly là cũng sinh sống ở bang California, là cách Los Angeles có xíu xíu đúng không chị? Dạ. Chúng ta đang được nghe chia sẻ từ những người tư vấn, những nhà đầu tư trực tiếp ở ngay tại khu vực đó các anh chị. Dạ. Nga vừa thấy có một câu hỏi liên quan tới tới thuế ạ. Dạ, có một câu hỏi liên quan tới thuế vừa mới lướt qua đây của bạn về việc đóng thuế. Dạ, anh Tuấn chờ em xíu ạ. Tỷ lệ phần trăm đóng thuế thu nhập của người nước ngoài đầu tư bất động sản cho thuê tại Mỹ thì khác nhau tại mỗi tiểu bang đúng không ạ? Có bang thuế cao, có bang thuế thấp. Cái mà Tuấn nói vừa rồi nói các anh chị đó, mình đang nói về thuế liên bang. Thì đúng là ngoài thuế liên bang đó, mình cũng sẽ đóng thêm thuế tiểu bang nữa. Tùy thuộc vào cái tiểu bang của nơi cái dự án mình đầu tư hoặc là cái nhà mình mua cho thuê. Thì nhưng mà trong đó là có 7 tiểu bang là sẽ không có phải đóng thuế. Trong đó có Texas, Nevada, South Carolina, New Hampshire và 3 cái tiểu bang nữa. Nhưng mà sẽ có 3 tiểu bang mình sẽ không đóng thuế thu nhập cá nhân. Còn lại là mình sẽ đóng thuế vừa cả liên bang và cả tiểu bang. Thì những thông tin nãy giờ tôi nói đó là chủ yếu là thuế liên bang, nó sẽ áp dụng cho tất cả mọi nơi trên toàn nước Mỹ. Dạ. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn. Thì không biết là các bạn có câu hỏi gì nữa không? À đây, chúng ta lại tiếp tục có anh Trung Chính có hỏi là tiêu chí đánh giá thời gian khấu hao tài sản tối đa tối thiểu năm khấu hao là như thế nào ạ? Cái đó là dựa trên cái bảng đánh giá của sở thuế, thì họ sẽ đưa ra tất cả các loại tài sản là sẽ được khấu hao bao nhiêu năm, họ có chi tiết. Ví dụ như bàn ghế thì cái đó sẽ là 7 năm, thiết bị là 5 năm. Là những cái ví dụ như là thậm chí những cái software mình mua, những cái phần mềm mình mua là 3 năm. Hoặc là những cái khấu hao tài sản vô hình. Ví dụ như là mình khi mình thành lập công ty đó, mình phải tốn tiền luật sư, thì cái tài sản đó sẽ được khấu hao trong vòng 60 tháng. Thì họ có trên cái đó là tất cả mọi thứ là từ sở thuế họ sẽ đưa ra một cái biểu để mình tham chiếu vào đó để mình xác định. Dạ vâng, như vậy là những cái này là có quy định. Thì thông thường thì ai sẽ là người cần lưu ý tới những cái thông tin này nhé anh Tuấn ha? Chủ yếu là các nhà đầu tư và nhà đầu tư dài hạn, mình mua nguyên hoặc mình xây mới. Sẽ là cả hai, mình mua nguyên hoặc xây mới để mình đánh giá. Tại vì ai cũng muốn tận dụng cái chính sách thuế đó để mình chi phí, trừ vào chi phí càng nhiều càng tốt để mình không phải đóng thuế. Nên là tất cả mọi người đều và tất cả các nhà đầu tư nhỏ hay lớn về tất cả dự án họ đều chú ý đến điểm này.
và để và những cái họ thường là họ phải thuê ở cái bên đơn vị thứ ba để làm, tại vì để được định định giá như vậy đó thì là phải có chứng chỉ mới được, chứ không phải là ai cũng có thể làm được cái việc này. Dạ vâng. Em chương trình có hỏi tiếp nhưng mà em Nga chưa hiểu rõ ý lắm, tức là đó là phân bổ hay khấu hao? Thì có lẽ là anh Trung Chính làm rõ hơn chút xíu thì có thể trả lời cho anh được tốt hơn ha. Dạ, không biết này, phân bổ dạ. Để khấu hao, mình mua cái tài sản lớn mình phân bổ ra nhiều loại tài sản nhỏ, rồi từ đó mình tính cái khấu hao trên thuế. Không biết có đúng đúng ý của anh không? Nghĩa là nhưng mà ý là phân bổ thì nó cũng là trên cùng một cái tài sản cố định đúng không anh, hay là đúng rồi trên cái số tiền đầu tư của mình á, thì họ phải mình đầu tư một cái tòa nhà thì cái người là đơn vị thứ ba họ sẽ đến tòa nhà, họ đến đó họ chụp hình, họ tất cả xem xét tất cả mọi nơi để họ chia ra là cái nào thuộc về cái tòa nhà thì sẽ khấu hao lâu hơn, còn những cái nào không thuộc về tòa nhà thì sẽ khấu hao ít hơn. Và thí dụ không thuộc về tòa nhà mà là thiết bị vật tư thì chỉ 5 năm thôi, nhưng mà những cái giường, tủ hay là bàn ghế thì 7 năm, thì họ sẽ chia ra nhỏ ra. Thì cái đó là có cách họ phân bổ. Rồi mình từ đó thì những cái thông tin đó đưa cho cái người khai thuế CPA, thì họ sẽ dùng cái đó, họ sẽ tính khấu hao đưa vào thuế. Dạ, giống như là như anh Tuấn có nói lúc nãy là những cái cải tiến đúng không anh? Cũng sẽ đánh giá hồ bơi hay là gara chi đó thì sẽ là khác so với là cái thì anh Trung Chính cũng có hỏi á, thì cái đó nó gọi là nếu mà tài sản cố định hữu hình á thì khấu hao thì tiếng Anh nó gọi là depreciation, còn vô hình đó nó gọi là amortization. Thì đó là cái anh hỏi đúng không, anh mới hỏi thêm câu nữa. Dạ đúng rồi đấy ạ. Anh Chính có hỏi đúng ý như anh Tuấn vừa nói, vì anh Chính chia sẻ là anh Chính làm tài chính luôn là CFO. Dạ. Cảm ơn Toán rất là nhiều.